con không liên quan. Thầy Thích Minh Tuệ đã nói như vậy khi mọi người thông báo đến thầy văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh thầy không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy Thích Minh Tuệ nói như vậy. Thưa các anh chị, chúng tôi xem lại rất nhiều bài báo về mạng xã hội về thầy Thích Minh Tuệ và chúng tôi có một nhận xét. Chúng tôi cho rằng khá thú vị rằng những phát biểu của thầy Thích Minh Tuệ xuyên suốt từ lúc hành trạng đến giờ mới nghe, cắt ra từng lát thì thấy rất trơn chất, thô kệch. Nhưng mà tổng kết lại, đó là một sự trả lời bất cứ câu hỏi nào, bất cứ thắc mắc nào của công chúng đều rành mạch, rõ ràng, ngắn gọn và thống nhất rất cao, không chỗ nào bắt bẻ được. Đúng là trí tuệ của bậc hành giả. Mà các báo cũng đã theo dõi hành trạng của thầy Thích Minh Tuệ và có sự phản ánh khá trung thực. Chúng tôi tin tưởng và xin trân trọng giới thiệu một bài báo trên báo Người Lao Động và sau đó là ý kiến của chúng tôi về vấn đề này. Thưa các anh chị, ngày 17 tháng 5, trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, trả lời mọi người trước việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và không liên quan gì đến văn bản trên. Chưa nói như vậy, trong lúc nói chuyện, ông Tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác. Ông Tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ, bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Thưa anh chị, giữa lúc ông Tú dừng chân nghỉ ngơi, có hàng trăm người đã quay quanh nghe ông trò chuyện, trong đó một số người đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Và thưa các anh chị, báo Người Lao Động cũng nhận định rằng ông Tú, tức thầy Thích Minh Tuệ, luôn xưng con khi trò chuyện với mọi người. Ông Tú cho biết ông quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, năm 1994. Gia đình ông chuyển vào xã La Tô, huyện La Krai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông có từng có thời gian tu tập ngắn tại một ngôi chùa và pháp danh là Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay ông đã đặt chân đến gần như mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hạnh những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Thích Ca Mâu Ni, học tập tu hạnh Đầu Đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh Đầu Đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề như ăn, mặc, ở, mặc áo giá, thất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn trọn đời bộ hành và không có mục đích nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh Đầu Đà nên quá trình ông đi bộ, ông luôn tự nhặt các tấm vải dứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi mai lại là mặc quần áo mặc. Qua các con sông, suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Nếu mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn trở ngại gì phía trước nữa. Trong quá trình đi bộ, nhiều người mang áo giống nhà sư đi cùng. Ông Tú cho biết họ không phải là đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Cũng có thể là do nhân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ và xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy. Chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu trách nhiệm. Con không liên quan tới họ, còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Nói về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành, được nhiều người dân dây quanh chụp ảnh quay phim,
Ông Tú cho hay ông không cấm cản ai điều gì cả nếu họ muốn đi theo. Mọi người đi theo con để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng, trật tự thì tốt. Tuy nhiên đừng nên chen lấn, đừng quay phim, chụp hình làm cản trở giao thông rồi la ó làm sùm lên, sẽ gây hại cho bản thân và người chung quanh. Trong quá trình tu hành 6 năm qua, ông Tú cho hay không dùng điện thoại để liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ và muốn cầu nguyện cho người thân, người gia đình được may mắn. Khi được hỏi sắp tới trên bước đường bộ hành có ở lại quê hương Kỳ Anh hay không, ông Tú nói cái đó còn tùy thuộc vào cái duyên của Phật Pháp. Có duyên ở lại, không có duyên thì cũng phải đi tiếp thôi. Thưa các chị, như chúng tôi đã nêu, ông Thích Minh Tuệ đã có những phần trả lời rất thông thái, minh triết đối với phỏng vấn hoặc thắc mắc của bất kỳ ai. Những câu trả lời nghe qua thì có vẻ chân chất thô kệch, nhưng thực tế đầy tính trí tuệ và thống nhất rất cao. Không phải lúc này nói gì, lúc khác nói khác. Ông Thích Minh Tuệ nói và làm y hệt nhau trong suốt hành trạng của mình. Ông Thích Minh Tuệ nói rằng mình Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói ông không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Văn bản như vậy thì nói rằng ông không liên quan gì đến bất cứ văn bản nào, bất cứ tổ chức tôn giáo nào. Ông không phải thầy, không phải sư, và cảm thấy mình cũng không xứng đáng với thầy, không phải sư, không xứng đáng với sư, không phấn đấu để thành thầy hay sư. Ông đi bộ là để thực hành hạnh Bồ Đà theo lời Phật dạy. Và việc ông đi bộ như thế, hành trạng của ông như thế không nhằm truyền tải thông điệp gì đến chúng sinh, vì những gì cần truyền tải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền tải tất cả rồi. Và ông cũng rất hay, thưa các vị, ông không ngăn cản bất cứ một sự tiếp cận nào đối với mình, kể cả đánh đập, kể cả chửi rủa, kể cả đi theo. Mọi người có quyền làm theo ý của mình và tự chích chịu trách nhiệm. Thầy Thích Pháp Hoa đã tổng kết lại 13 bài học từ Thích Minh Tuệ rất hay, thưa các anh chị. Đây là ý kiến của thầy Thích Pháp Hoa. Thầy nói rằng trong hành trạng vừa qua của mình, thầy Thích Minh Tuệ đã để lại những câu nói rất đáng suy nghĩ, đặc biệt là đối với các bậc xuất gia. Một, con đi tu là để giải thoát. Hai, hàng ngày con chỉ xin một ăn một bữa, con không nhận tiền của ai. Ba, y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nơi nghĩa địa ven đường và thùng rác. 4. Bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho. 5. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con được phải đi sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu. 6. Con mong sớm thành chánh quả để con báo hiếu cho cha mẹ. 7. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con. 8. Trong lòng con không có ích kỷ hận thù. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 9 giờ nếu con có chửi con, ai có chửi con vẫn coi là bạn bè. 10 người ta đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. 11 mọi người hãy cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu. 12 con nguyện ước chúc mọi người hạnh phúc. 13 mọi người đừng lại con mà hãy lại Phật, Pháp và Tăng thôi, tức là Tam Bảo. Thưa các chị, thông qua hành trạng của mình, thông qua góc nhìn của thầy Thích Pháp Hòa với thầy Thích Minh Tuệ và qua đăng tải của báo chí thời gian gần đây, chúng ta thấy một Thích Minh Tuệ rất minh triết thông qua hình hài của một khổ tăng. Đó là ánh sáng của những triết học trở về cội nguồn của Phật giáo, của Phật Pháp. Đó là những triết học đơn giản nhất, ai cũng có quyền tiếp cận với chân thiện mỹ, với Phật Pháp bằng cách riêng của mình, không cần phải theo một tôn giáo nào, một tín ngưỡng nào, mà bằng cách riêng của mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng tôn giáo, tín ngưỡng. Tôn giáo là rất cần thiết, tín ngưỡng là rất cần thiết, mọi pháp môn tu đều rất đáng tôn trọng. Tu ở chùa quá tốt, tu tại gia quá tốt, hành trạng khổ tăng cũng quá tốt. Đức Phật năm xưa có 84.000 pháp môn tu mà, phải không? Và ở đây nó còn nêu lên một bài học nữa,
Đó là bài học giữ gìn những giá trị tinh thần, những giá trị cộng đồng, mang đến lợi ích cho cộng đồng, mà gạt bỏ những tư lợi, những đam mê về vật chất, vốn là cội nguồn gây nên tất cả những đau khổ, tranh giành, tranh quyền, đoạt lợi hiện nay như chúng ta đang nhìn thấy. Như chúng tôi đã nhiều lần đã nói, phóng viên báo Người Lao Động hỏi sư Thích Minh Tuệ rằng khi đi về, đi ngang quê hương của mình, thầy có ở lại hay không? Ở lại ở đây có ý nghĩa là ở lại một vài ngày hay là ở lại luôn? Thì thầy Thích Minh Tuệ nói rằng đó là tùy duyên thôi. Mà thật ra trên thế, trên đời này làm gì có ai chắc được điều gì, phải không? Nhất là đối với một hành giả khổ tăng như là Bố Y Hòa Thượng Thích Minh Tuệ. Xin chúc các anh chị những ngày cuối tuần thật vui, đầm ấm và an yên bên cạnh người thân của mình. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.